năm 1989, tức là với chỉ số đường đời là 11/2, tức là cùng hoàng đạo là kim ngưu. Còn này chỉ số đường đời này là anh chị cũng hiểu rồi ha, em thiên về khía cạnh tâm linh rất là nhiều. Và chào mừng tất cả các anh chị đến với là buổi số 2 của em ngày hôm nay. Chúc cho anh chị thật là nhiều năng lượng cũng như là thành công trong cuộc sống, đặc biệt là việc kinh doanh của mình ngày càng phát đạt anh chị ha. Và đến chủ đề ngày hôm nay, chủ đề hy vọng rằng tất cả các anh chị đều quan tâm và sẽ rất là thú vị. Chủ đề được mang tên là bí kíp giữ lửa cho gia đình ạ. Vâng ạ. Vâng, với chủ đề này thì hy vọng là tất cả các anh chị chúng ta sẽ vận dụng được trong cuộc sống ha. Vâng ạ, có một câu phụ chính là hạnh phúc là hành động chạm đến trái tim. Cái cây này, câu này rất là hay luôn á anh chị. Tức là chúng ta phải thể hiện những hành động của mình thiết thực nhất để có thể vun vén cho cuộc sống gia đình của mình. Với là cái trọng tải của máy giặt đó thì thông thường là nó sẽ từ 7kg, 9kg, 10kg đúng không ạ? Thì anh chị lưu ý chúng ta chỉ giặt, nên giặt với cái trọng lượng quần áo là khoảng chừng 50-60% thôi. Với lại trọng lượng là với lại cái dung tích là khoảng tầm là 3 nắp hoặc 2 nắp rưỡi nha. Và sản phẩm này có thể sử dụng được cho máy lồng ngang và máy đứng luôn ạ. Nhưng mà anh chị lưu ý đối với máy lồng ngang thì bây giờ là cái công nghệ nó đánh ly tâm nó trào bọt rất là nhiều, do đó chúng ta cứ thử lần một. Ví dụ như với trọng lượng quần áo là từ 6-7kg thì anh chị cho vào khoảng chừng tầm là 1 nắp rưỡi trước, rồi sau đó chúng ta thử tăng dần lên. Thì như vậy thì quần áo của chúng ta nó sẽ vừa sạch vừa thơm, chúng ta cũng không lo trào bọt anh chị ha. Thì đó là một cái số cái kinh nghiệm của em để chia sẻ với tất cả các anh chị. Và em cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Khi mà chúng ta quan tâm thì sản phẩm thì có thể là quan tu quan cùng em. Dạ, bây giờ em tiếp tục với cái phần diễn giải của mình ạ. Vâng ạ, và đây là những cái lý do này. Và cái lý do này anh chị lưu ý ha, để chúng ta né ra, để cho cuộc sống của chúng ta thêm phần là ấm êm hơn, rồi cuộc sống của chúng ta là thêm phần mỹ mãn hạnh phúc hơn ạ. Thì đầu tiên là phải kể đến cái việc nhà. Thì nãy em nói đó, ngày xưa thì em có cái chủ đề là bản lĩnh đàn ông đó anh chị. Thì chúng ta hãy săn tay vào bếp để chúng ta thực hiện những món ăn cho gia đình. Thì chứ ít thì chúng ta cũng là thực hiện cái việc đơn giản thôi, đó chính là rửa chén rửa bát anh chị ha. Thì cái việc chia sẻ này đôi khi chúng ta nghĩ là nó đơn giản, nhưng mà tất cả các chị em phụ nữ đó thì đôi khi nó là một cái gánh nặng cho gia đình. Do đó thì chúng ta hãy nên cân nhắc và cũng như là hãy chia sẻ những công việc, phân công những công việc cho vợ, cho chồng và cho con của chúng ta, để công việc chúng ta nó thêm nhẹ gánh hơn anh chị ạ. Và hai, đó chính là cái tôi của cả hai quá lớn. Đây cũng là một cái vấn đề cực kỳ luôn anh chị ha. Thì thông thường thì người đàn ông thì hay gia trưởng hơn đúng không ạ? Nhưng mà người đàn ông gia trưởng thì sao ạ? Sẽ làm cho không khí gia đình chúng ta nó sẽ bị đè nặng hơn rất là nhiều. Và cái lý do thứ ba, đó chính là chúng ta không hòa hợp về chuyện yêu. Đây là cái vấn đề rất là nhạy cảm đúng không anh chị? Đôi khi là không phải ai cũng dễ nói đâu ạ. Nhưng mà đôi khi cái vấn đề này là cái vấn đề phát sinh mâu thuẫn nhiều nhất. Nhiều khi mà anh chị ơi, về nhà mà thấy một trong hai hàng học đúng không? Thì chúng ta hãy tìm hiểu xem không biết là nguyên nhân từ đâu. Đêm qua mình có làm cho đối tác của mình là có thực sự là thỏa mãn chưa đúng không ạ? Có vẻ như anh Nam là rất là hứng thú với cái chủ đề này. Cái này là đọc báo hay là người xưa nói? Dạ, có thể là người xưa nói. Và là cái chủ đề, cái lý do thứ tư đó chính là gia đình nội ngoại của chúng ta không biết là trân trọng bên nào nhiều hơn đúng không ạ? Nhiều khi là bên ngoại chúng ta thương hơn một tí, về nhà mỗi tháng là có thể chu cấp cho bên ngoại nhiều hơn đúng không ạ? Có thể mua về quà cáp cho bên ngoại nhiều hơn, thì bên nội thì chúng ta bỏ qua một bên hoặc là ít hơn một tí đi. Thì đó cũng là một cái vấn đề anh chị ha, anh chị lưu tâm. Tự nhiên em chuyển qua từ nước giặt xã mà sang cái hôn nhân này luôn anh chị ha. Và lý do thứ năm đó chính là luôn nghi ngờ người bạn đời của mình. Đó là lý do rất là thiếu tin tưởng đúng không ạ? Chúng ta thiếu tin tưởng thì chúng ta hãy tin tưởng nhau đi, bởi vì người bạn đời của mình á thì dù gì chúng ta cũng ăn đời ở kiếp với nhau rồi. Do đó chúng ta hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào thì đối phương cũng sẽ đặt niềm tin vào mình thôi. Lý do thứ sáu đó chính là người thứ ba vô tình họp cố ý che ngang. Đôi khi chúng ta đi họp như thế này là nhiều khi chúng ta có những cái cuộc gặp gỡ giao lưu bên ngoài đúng không ạ? Gặp lại các chị nhiều hơn, hôm nay em thấy là cái cuộc gặp gỡ hôm nay là tất cả các chị hơi nhiều hơn anh Nam đó nha. Và lý do thứ bảy đó chính là lý do chăm sóc nuôi dạy con cái. Khi mà chúng ta bắt đầu nhìn những quan điểm nào đó khi nuôi dạy đó, đặc biệt là với thầy người chồng đi, thì mong muốn con mình được giáo dục theo cái môi trường nó hiện đại hơn, nó khắc nghiệt hơn tí. Nhưng mà người vợ không muốn con được trải nghiệm nhiều hơn, thay vì chúng ta cứ vùi đầu, bắt con vùi đầu vào trong cái việc học.
rồi vừa học văn hóa, rồi về nhà là vừa học thêm những cái năng khiếu nữa, rồi thêm học thêm nữa, rồi nó rất là căng thẳng luôn. Thì do đó anh chị chúng ta hãy thống nhất cái cách mà để ta nuôi dạy con như thế nào để cho nó thực sự mà cân đối được giữa cái việc học và cái sức khỏe của con em mình chị ha. Và lý do tiếp theo đó chính là vấn đề về tiền bạc. Có khi nào chúng ta gặp phải vấn đề này chưa? Anh chị có thể gặp được ha. Nhiều khi là chúng ta hãy thống nhất với nhau, ví dụ như là tiền nào là tiền đầu tư kinh doanh, tiền nào là tiền của chồng, tiền nào là tiền của vợ, tiền nào là tiền sinh hoạt chung, rồi tiền nào để chúng ta có thể là đi đám tiệc này nọ, thì chúng ta hãy phân ra. Và đặc biệt đó, em thấy là tất cả các anh chị nào mà hiện đại hơn tí, đặc biệt là anh chị của vùng miền Bắc đó, thì hay rất là rạch ròi trong vấn đề luôn, chia ra rất là nhiều những cái khoản thu chi rõ ràng. Dạ em xin đi nhanh tí xíu ha. Cái 10 giây này á, là cái 10 giây mà gọi là quan trọng. Dạ đúng là quan trọng nhất. Và lý do thứ 9 đó chính là cái người cũ, người đã từng yêu trong quá khứ. Thì ít nhiều gì thì anh chị cũng biết được cái người quá khứ của mình là cái người nào đúng không ạ? Thì anh chị hãy chú ý nha. Vấn đề cuối cùng đó chính là không gian. Không gian riêng thì chúng ta hãy đừng quá so bì với những không gian này. Và cái bí kíp này thì anh chị ơi, đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Cái này là em nâng tầm tất cả các chị em lên anh chị ha. Và tất cả cánh mày râu của chúng ta thì chúng ta hãy luôn luôn bảo bọc người bạn đời của mình, đặc biệt là những chị em phụ nữ. Cái bí kíp chia sẻ đó chính là đừng vội thất vọng nếu cả hai chưa tìm được tiếng nói chung, thì chúng ta hãy chủ động làm cho đối phương bình tĩnh hơn nha. Lý do tiếp theo, cái bí kíp tiếp theo đó chính là dù tức giận đến mấy thì cũng không được mang cái chuyện ly hôn ra để nói. Này vấn đề rất là tế nhị. Lý do thứ ba là không lợi dụng những điểm yếu của nhau để công kích đối phương. Lý do thứ tư đó chính là không lôi con cáo vào phe của mình để tránh cho con trẻ thấy những cảnh xung đột này. Thì đây là những cái bí kíp mà giúp cho anh chị luôn luôn dung hòa được cuộc sống hôn nhân của mình. Lý do tiếp theo, bí kíp tiếp theo đó chính là không nhắc về những chuyện đã xảy ra hay những chuyện cũ mà không vui với nhau ha. Thì như vậy thì nó sẽ dẫn đến những cái cao trào không đáng có. Và hãy hạn chế lấy bạn bè gia đình nội ngoại của mình để mà chúng ta phân xử. Thì đôi khi những người bạn tốt thì sao ạ? Luôn khuyên mình những lời khuyên rất là hữu ích, nhưng những người bạn không tốt thì sao? Thôi chia tay đi, điều không nên thì ha. Rồi, một bí kíp nữa là đừng phóng đại cho những vấn đề tồi tệ của ngày hôm trước. Tại vì ngày hôm sau cuộc tranh cãi nó xảy ra thì nó sẽ gia tăng lên rất là nhiều so với những ngày đầu tiên. Và cái bí kíp tiếp theo nữa là hãy xác định điều quan trọng đối với hôn nhân, và không phải là cái phát hiện ra điều gì người bạn đời của mình, mà chúng ta hãy tìm cách để sống làm sao mà để cho phù hợp nhất với cuộc sống hôn nhân. Và cuối cùng đó chính là cùng nhau chăm lo những việc nhỏ, cũng như là hãy luôn luôn chia sẻ việc nhà cùng nhau chị ha. Rồi, cái nãy em nói đó là những vấn đề là chúng ta hãy mua những món quà nhỏ về tặng cho vợ con chị ha. Và cuối cùng đó chính là sao ạ? Nhẫn một chút sóng, sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, thì chúng ta hãy cùng nhẫn anh chị ha. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã đến và cũng như là lắng nghe buổi chia sẻ của em ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Em thì em nói nhiều lắm, 3 tiếng em nói không hết anh chị. Rồi chúng ta sẽ có hai câu hỏi dành cho diễn giả ngày hôm nay ạ. Câu hỏi. Dạ. Xin mời chị Lê Thị Dung ạ. Dạ em có bảo chị chả có hỏi cái gì về vấn đề giữ lửa hết á. Nhưng mà chị ở đây là về chị là cái người mà đi thẩm định bảo được vào làm thành viên của Bích Linh ấy. Bảo có tặng chị một cái combo sản phẩm của bên bảo mà chị đã sử dụng. Chị muốn xác nhận, thay vì hôm nay là chị phải có một cái khung để mà chị xác nhận cái sản phẩm của bảo, nhưng mà tại vì không có sự chuẩn bị trước nên tôi chỉ xác nhận bằng miệng thôi. Tức là tất cả những cái sản phẩm của bảo là chị đã được sử dụng, nhất là cái nước giặt, rồi nước rửa chén, nước giặt rất là ok, giữ mùi rất lâu và thơm rất là dễ chịu. Còn cái nước rửa chén thì chị nghĩ là nó ngang ngửa với cái thằng chị hay dài, cái thằng cái gì nhỉ, Sun Life á. Thì cái nước rửa chén nó cũng như vậy đó, thơm và sạch như Sun Life, nên là các bạn nên ủng hộ bảo cho ngày hôm nay và đặt cho bạn thật nhiều referral. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và đó là sự trải nghiệm thực tế của cái chị đúng không ạ? Dạ, em xin mời. Xin mời chị Ngọc Hiền ạ. Chúc mừng cái show khi của một diễn giả rất là mới, một chủ đề khá là hot.
Chị rất là quan tâm về cái chất lượng, cho nên nhất là ở nước rửa chén, tại vì nước rửa chén là một trong những cái sản phẩm đi vào trực tiếp trong cơ thể mình. Thông thường nhà chị đối với những cái bé nhỏ mà dưới 5 tuổi thì sẽ mua cái nước rửa bình sữa để rửa chén và dụng cụ ăn uống của các con, không có xài nước rửa chén của mình. Còn người lớn thì chị hay mua cái nước rửa chén của Nhật. Vừa rồi có đặt mua của Bảo khoảng cỡ 2 triệu mấy tất cả các sản phẩm, nhưng mà chị cũng chưa có hiểu rõ lắm về các cái thành phần của cái nước rửa chén. Đó là một. Nếu mà mình rửa tay được không, hay là mình có thể sử dụng cho cái máy rửa chén được không, tại vì giờ nhà chị gần như cũng không có rửa chén bằng tay. Có hai câu hỏi, tức là thứ nhất là về cái thành phần của nó có an toàn, mình có thể dùng cho em bé được không, cái thứ hai nữa là mình có thể dùng cho cái máy rửa chén được không. Dạ, cảm ơn hai câu hỏi của chị. Dạ, câu hỏi đầu tiên, với cái sản phẩm này á, thì anh chị lưu ý là chúng ta đừng nên sử dụng những cái để mà rửa những cái sản phẩm cho trẻ em chị ha. Mặc dù nó không có chất hình quang gây hại cho da tay, rất là an toàn đối với lại người lớn của chúng ta luôn, nhưng mà đối với những cái sản phẩm mà dành cho trẻ nhỏ thì chúng ta nên cẩn thận. Và sản phẩm này á, cũng nói chung là vẫn có thể sử dụng được cho với lại cái máy rửa chén, nhưng mà máy rửa chén thông thường thì nó sẽ có cái viên nén á, và nó có cái công thức đặc biệt riêng. Thì mặc dù cái sản phẩm này á thì nó cũng thực sự là cũng an toàn, nhưng mà chúng ta cũng đừng nên, biết đâu cái máy móc của chúng ta nó sẽ vận hành theo cái cách khác, bọt nó quá nhiều chẳng hạn như vậy đi, nó cũng ảnh hưởng đến cái thời gian sử dụng của máy mình. Nên là em khuyên là chỉ nên sử dụng bằng tay trước thôi anh chị ha. Dạ, dạ. Vâng ạ, cảm ơn chị. Okay. Là một tràng vỗ tay dành cho diễn giả ngày hôm nay. Và chúng ta nếu còn những câu hỏi hoặc là cần trao đổi chia sẻ cái sản phẩm của diễn giả ngày hôm nay thì chúng ta sau cuộc họp chúng ta sẽ dành thời gian nhiều hơn để chia sẻ. Có combo gì không? Bảo hôm nay chương trình đó. Hôm nay Bảo có chương trình gì, Bảo nói trước cho mọi người luôn ha. À dạ. Thì hiện tại thì trên đài của anh chị có bảng giá đó, thì bảng giá này là cái bảng giá bán bên ngoài bình thường. Thì khi mà thành viên của Bitlink chapter của chúng ta ủng hộ những sản phẩm bên em thì đều được giảm giá là 15% và giao hàng miễn phí tặng nhà anh chị. Dạ. Anh chị có thể lựa chọn ở bất kỳ sản phẩm nào cũng được, hoặc là những gói combo bên em có sẵn là đang xếp bên ngoài là 2 combo anh chị. Dạ, xin cảm ơn Bảo và chúc mừng Bảo là đã diễn giả thành công showcase lần này. Dạ, cảm ơn tất cả anh chị. Và bây giờ thì sẽ có những cái phần quà bốc thăm anh chị ha. Ở đây thì em hay theo.